Hello, mến chào anh chị em và con mình đã đến với kênh Mê Xe Cổ Việt Nam, Nông nghiệp Việt Nam 68. Ngày hôm nay em review con xe Charlie đời 84. Charlie khá đẹp, xứng đáng cho anh chị em mình sưu tầm về chơi cho các em đi học ha. Nói chung là đi học hơi phí tí xíu, nhưng mà ngược lại nó rất là an toàn và rất là bền bỉ cho anh chị em và con mình và các em sinh viên ha, đi học ha. Anh chị em có nhu cầu thì con xe Charlie vui lòng liên hệ bên em. Con xe này là em bao rút hồ sơ toàn quốc ha. Bao rút hồ sơ toàn quốc. Đó, anh chị em có nhu cầu sưu tầm về chơi thì vui lòng liên hệ bên em ha. Thì em review phần chi tiết con xe Charlie này ha. Nó sơn zin khá đẹp. Ở trong đây trong cái phòng hơi bị tối tí xíu, nên anh chị em mình xem hơi kỹ lại chút xíu nha. Đó, đuôi cá là quá đẹp luôn. Cần số bác sĩ con 7. Gấp. Nói chung là sơn rin toàn tập. Rin toàn tập. Đời này là cái vỏ không ruột ha, nên chạy rất là sướng, không cần phải giá ruột nhiều đâu. Ví dụ như lũng anh chị em mình có thể là giá ngoài, nhưng mà hầu như em thấy Charlie này rất là hiếm khi mà lũng. Đó, bốn cái đèn xi nhan bác sĩ con 7 luôn. Bà ga nước xi rất là đẹp, nước xi rất là đẹp. Yên da rin còn rất là mềm mại ha, rất là mềm mại, không có bị chút này, không đáng kể. Nhưng da rin bây giờ khóa mở ra, mở kiên ra cho anh chị em mình xem ha. À, túi đựng đồ là còn nguyên xi luôn, rất là đẹp, chung là xứng đáng để anh em mình sưu tầm về chơi. Quá yên, rất là hòn, rất là đẹp. Mình mở cái bình, bình 6V luôn. Nói chung là nguyên zin, bình mà còn theo xe luôn. Biết cái chất xe nó cỡ nào. Nhìn nhận tem là chảy nước miếng. Lốc cần thắng khá là đẹp. Giờ đạp thì hết sảy cô 7. Đó, anh em mình nhìn cái góc này thôi là đủ phê rồi. Bắt sảy luôn. Quay một máy cho mình xem ha. Đã không? Đã không? Đã không? Kèn 7 màu luôn. Vô đây nó cầm cam hơi lắc tí xíu anh chị em mình thông cảm mà. Bánh vỏ rất là đẹp, vỏ rin theo xe đẹp. Cái đèn vỏ lồng mà vỏ lồng nội địa nhật về cặp kiến đã xảy con mấy luôn. Cầm nó cũng tắt là khá là đẹp. Để em test máy cho anh chị em mình nghe ha, tiếng máy của con xe Charlie này, ha.
rất là êm, một phát là ăn ngay. Đang còn số nên cho nó tua nên hơi kêu tiếng sên tí xíu thôi, không sao hết, đó xử lý dễ thôi. Anh chị em có nhu cầu sưu tầm về chơi thì vui lòng liên hệ qua bên em, là số điện thoại là 0979 396 007, Zalo em có Zalo ha. Cảm ơn anh chị em và con mình rất nhiều. Anh chị em mà xem kênh cảm thấy hợp với mình thì vui lòng cho em được like, một lượt share, một lượt subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ bên em phát triển kênh một ngày một vững mạnh hơn nữa, để phục vụ anh chị em và con mình trong những khung giờ làm việc mệt mỏi ha. Mình có cái gì đó để mình thư giãn trong cái niềm đam mê của mình. Em cảm ơn anh chị em và con mình rất nhiều. Mến chúc anh chị em và con mình sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình và người thân.